Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và trong video này em lại tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của cháu VA. Thì trong 2 ngày hôm nay em liên tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến cái đơn kháng nghị của luật sư anh Thơm. Thì chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục nhận được một cái thông tin nữa ha, là hiện tại luật sư ấy đang tập trung vào cái tội danh của Thái rất là nhiều. Có nghĩa là hiện tại trong cái đơn kiến nghị đó, luật sư đang nhắc đến thẳng cái việc là bỏ lọt tội phạm về tội đồng phạm giết người. Thì có lẽ rằng là với cái thông tin này của luật sư Thơm ấy, thì Thái rất khó ha có thể thoát được cái mức án ở đây là cái tội đồng phạm. Bởi chúng ta đã biết rằng là trong cái câu chuyện này thì luật sư Thơm đã nhắc rất là rõ rằng là Thái là người cho phép Trang hành hạ trong thời gian là hơn một năm qua. Đó, nên là trong cái đơn mới nhất của luật sư Thơm cũng có nói rằng là sẽ kiến nghị đến cơ quan cấp cao, đến cơ quan đầu ngành, đặc biệt nhất là gửi đơn đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì quý vị, các bạn cũng đã biết rồi là Chủ tịch nước là cái người mà gọi là có cái quyền ân xá trong cái việc là tử hình. Đó, chắc chắn là Trang cũng đã biết được cái vấn đề là sẽ có cái đơn để gửi lên Chủ tịch nước. Bởi vì là cái đơn xin kháng cáo đó mà sau ngày 25/1 đó thì là cái đơn kháng cáo của phiên tòa sơ thẩm thôi. Đó, và sau khi phúc thẩm xong thì Trang nó lại vẫn có quyền để kháng cáo phiên tòa phúc thẩm đó, để lên giám đốc thẩm và lên tái thẩm. Đó, nhưng mà sau kết thúc ở đây con quá trình là chờ thi hành án ấy, thì Trang nó vẫn gọi là có cái quyền quyết định cuối cùng nữa là gửi cái đơn xin ân xá, xin giảm án đến Chủ tịch nước. Đó, thì hôm nay luật sư Thơm thì đã gửi cái đơn lên Chủ tịch nước rồi, là sẽ yêu cầu xử lý nghiêm cái tội danh của Thái. Tuy nhiên là những cái bản kiến nghị, văn bản kiến nghị ấy, thì chúng ta chưa biết được trong những cái trang tiếp theo. Nhưng mà trong cái đơn đầu tiên thì luật sư Thơm có nói rất là rõ là kiến nghị để thay đổi tội danh của Thái ha, bỏ lọt tội phạm, dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, và cần phải giám định thương tích, trả lại hồ sơ. Thì em nói với tất cả mọi người một cái câu chuyện mà ở đây nó có cái việc là cương quyết như vậy ấy, thì rất khó Thái có thể thoát được cái mức án ở đây là có thể là chung thân hoặc là cái mức án 20 năm. Chúng ta không có mong mỏi quá ở cái mức tử hình hay là cái mức cao nhất là chung thân, nhưng mà chúng ta cũng có cái sự hy vọng ở đây là cái mức sẽ thay đổi là 8 năm. Đó, em cũng có chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn rằng là ở rất nhiều video rồi là hiện nay tất cả chúng ta đều là mong muốn một cái bản án là nó sẽ cao hơn và thích đáng hơn. Luật sư Thơm chúng ta đã cho thấy rằng là cái sự đấu tranh của luật sư là rất là kiên quyết và có căn cứ, có cơ sở. Bởi vì quý vị, các bạn tự tưởng tượng đi, trong cái phiên tòa sơ thẩm thì luật sư cũng đã có yêu cầu để kháng cáo để lên phiên tòa phúc thẩm. Vì sơ thẩm luật sư không có đồng ý với cái bản án 8 năm đó, nhưng mà gia đình thì đã đồng ý rồi, nhưng mà luật sư vẫn có quyền để kháng cáo. Luật sư đây là đại diện cho người bị hại mà luật sư kháng cáo thì chắc chắn sẽ có phiên tòa phúc thẩm. Mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là hiện nay thì vẫn chưa có bỏ cuộc đâu. Nếu mà bỏ cuộc ấy thì chỉ có một số người dân cũng như là gia đình của chị Hạnh thôi, còn lại luật sư cũng chưa bỏ cuộc ha. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người như vậy. Và thêm một cái nội dung nữa, và có rất nhiều quý vị khán giả có nói với em rằng là Hoàng Sa TV ấy là tại sao lại cứ lên án về việc là gia đình của mẹ Vân An, rồi là trong cái câu chuyện này chỉ có một người có quyền được gửi đơn thôi. Thì em không hiểu là mọi người nghe đâu cái đó. Gia đình có quyền được gửi đơn và luật sư cũng có quyền được gửi đơn. Đấy là cái quyền lợi của người bị hại mà. Mọi người nói với em rằng là trong cái vụ việc này á, là chỉ một mình luật sư có quyền gửi đơn thôi, gia đình không có quyền. Ủa, gia đình là đại diện hợp pháp của người bị hại, còn luật sư là đại diện cho người bào chữa của người bị hại, thì hai người đều có quyền gửi đơn. Nhưng trong câu chuyện này chúng ta đã thấy rằng là từ cái ngày hôm qua gửi đến đơn đến ngày hôm nay là luật sư kháng nghị ấy, thì quý vị và các bạn có thấy rằng là một cái lời chia sẻ là từ gia đình đâu? Gia đình cũng không muốn kháng cáo, gia đình không muốn kháng nghị, gia đình cũng không muốn thay đổi tội danh. Và đến ngày hôm nay chúng ta đã biết được là cái sự đấu tranh này nó gần dần cho chúng ta thấy được rằng là lột tả một cái bộ mặt nạ, là lột tả một cái bộ mặt sự thật. Là sự thật ở đây là thực ra là gia đình của mẹ VA thì cũng không có đấu tranh, không có yêu thương gì VA đâu. Đó, bởi vì chúng ta đã thấy, em đã phân tích ngay từ đầu rồi, là cái việc mà không gặp mà nhau, không ở với nhau trong vòng một năm trời thì cái tình cảm mẹ con nó cũng xa dần đi chứ, đúng không? Rồi là cái vấn đề, thêm một cái vấn đề nữa là trong cái câu chuyện này thì chúng ta đã thấy rằng là cái sự đấu tranh hời hợt và nó bỏ qua mang một tính chất là ở đây là cái gì cũng muốn nhanh chóng hết á. Quý vị các bạn còn nhớ không? Hãy tưởng tượng lại đi. Rồi cái vấn đề là hỏa táng, hỏa thiêu thi thể của cháu Vân An cũng được sự đồng ý của gia đình rất là nhanh chóng ha. Rồi tiếp theo là cái vấn đề ở đây là đưa cho cốt giải trong sông cũng rất nhanh chóng. Thì em nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện nó có một cái gì đó gọi là có cái sự chuẩn bị, hay là nó có một cái gì đó mà liên quan đến nhau rồi. Nên là bây giờ em nghĩ rằng là gia đình cũng sẽ không đấu tranh đâu, bởi vì cũng muốn tha thứ cho Thái. Rồi thêm cái câu chuyện mà chúng ta đã biết rằng là luật sư Thơm mà làm đơn kháng cáo lên Chủ tịch nước, thì quý vị thử nghĩ xem, chắc chắn rằng là ở đây á, cái đơn vị gọi là những cái người mà đứng đầu của nhà nước ấy, khi mà họ là nhận được cái đơn của luật sư Thơm gửi kiến nghị ấy, là yêu cầu ở đây là có hai cái nội dung chính ha.
em không thấy là nhắc đến đầu tiên ở đây là Trang, mà chỉ nhắc đến Thái thôi. Nhắc đến Thái ở trong đầu cái đơn là bỏ là tội phạm về tội đồng phạm giết người. Và cái thứ hai là thay đổi cái tòa án từ tòa gia đình sang tòa hình sự. Thì đây là hai cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không hiểu luật ấy, thì chúng ta sẽ phân tích theo một góc độ khác. Còn luật sư Thơm là một cái người hiểu luật, và luật sư Thơm cũng đã nói rồi là trong phiên tòa gia đình ấy là một cái phiên tòa gọi là mang cái tính là thân thiện. Phiên tòa thân thiện thì nó không xứng đáng cho cặp đôi Trang và Thái ở trong phiên tòa đó. Không thể nào mà đứng gần nhau lại thỏ thẻ bên tai. Đấy là một cái sự thân thiện của tòa gia đình để giải quyết cho những cái cuộc ly hôn, những cái cuộc mà gọi là có người dưới 18 tuổi, tránh ảnh hưởng về tâm lý và tinh thần. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì người bị hại thì đã qua đời rồi, thì nó không còn ở một cái sự thân thiện nữa mà cần phải thay đổi sang cái tòa hình sự. Thế là theo em thì cũng cảm thấy là đúng. Bởi vì là một cái người mà tàn nhẫn như Thái và Trang thì cũng đâu nhất thiết gì mà phải ở trong một cái môi trường thân thiện đâu quý vị, đúng không? Nếu như VA mà còn sống bị thương tích ấy, thì chúng ta còn nói. Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta đã thấy rằng là phải có sự nghiêm khắc. Em cũng rất là ủng hộ luật sư Thơm. Hiện nay thì cũng có thể rằng là một phần lớn quý vị khán giả cũng có thể là rằng là đã hiểu được cái câu chuyện này rồi. Trước đây thì khi cái đơn kháng cáo của gia đình của mẹ Văn An ấy, thì nhiều người vẫn còn sự nghi ngờ, nhiều người vẫn còn nói rằng là mẹ đã gửi đơn rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta hãy xem đi là luật sư ở đây đã đơn phương gửi đơn, chúng ta mới thấy được rằng là nhiều người đã tỉnh giấc rồi đấy, đúng không quý vị? Chúng ta không có cần biết phải là chứng minh như thế nào, nói như thế nào, nhưng mà cái hành động cho thấy rằng là luật sư Thơm rất là cương quyết trong câu chuyện này. Đến bây giờ thì chúng ta đã biết rằng là cái tất cả các tin tức thì hầu như thì đều phải gọi là có cái nguồn tin duy nhất là luật sư Thơm thôi. Còn lại thì chúng ta đã biết rằng là báo chí thì cũng cập nhật là thông tin qua luật sư thôi. Đến ngày hôm nay thì luật sư đã kháng cáo rồi, thì đây cũng là một cái tin vui. Còn cái thời gian thì địa điểm thế nào thì em cũng có thể nói rằng là sẽ chưa thể nào mà biết cụ thể được. Tiếp theo là mọi người nói với em là nếu như cái bản án 8 năm của Thái ấy, thì Thái sẽ đi tầm bao nhiêu năm. Em nói mọi người, Thái mà ở cái mức mà tuyên phạt 8 năm thì chắc chắn rằng là 1 năm đã bị bắt rồi, là còn có 7 năm ha, hơn 1 năm rồi, bị bắt hơn 10 năm rồi. Mà khi mà phiên tòa sơ thẩm đã gọi là 2 lần sơ thẩm rồi, một tòa phúc thẩm xong nữa thì sẽ tầm 1 năm rưỡi. Thì cái tội của Thái nó cao nhất 8 năm đi, thì nó còn có 6 năm rưỡi. Đó, đấy là trừ cái mức hợp lệ nha, là đã bị bắt hơn 1 năm rồi, là còn 6 năm rưỡi. 6 năm rưỡi chưa kể là phạm tội lần đầu, gia đình ở đây là nhân thân tốt, thấy không? Nhân thân tốt và khắc phục được hậu quả, chưa biết là khắc phục được bao nhiêu, nhưng có thể là sẽ lo lắng cái vấn đề như gia đình Thái đó, là đem tiền đến chùa này, rồi là khắc phục một phần hậu quả, lo cái phần tang sự gì đó ha. Thì cũng có thể nó là 6 năm rưỡi thì xuống chỉ còn có tầm độ là 5 năm. 5 năm chưa kể đến là còn là những cái dịp lễ Tết, rồi là thi hành tốt, rồi là gọi là thành khẩn, rồi các kiểu đó, các kiểu ha. Em nghĩ rằng là nó chỉ còn tầm độ 3-4 năm là cùng, đúng không? Nếu mà 3-4 năm ra tù thì nó nhẹ quá. Đấy là cái phân tích theo chúng ta là dự kiến thôi, chứ chúng ta cũng không phải là thực tế trong đó, nhưng mà em nghĩ là như vậy. Bởi vì là quý vị thử tưởng tượng đi, bây giờ cái mức án 8 năm cao nhất, trong khi đó thì đã thi hành ở đây là 1 năm bắt tạm giam đã trừ đi rồi, đúng không? Còn 6 năm rưỡi thôi. 6 năm rưỡi thôi thì chưa tính những cái khoản này kia nữa, thì còn có 5 năm rồi, 3 năm ra tù, quý vị thử tưởng tượng coi. Đó, có thể lắm chứ, bởi vì là chúng ta còn chưa tính đến cái mức độ mối quan hệ rồi tiền bạc gì đó, chúng ta cũng chưa biết nhá. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nói rằng là có tiền ấy thì chắc chắn là cái việc là nó sẽ sướng hơn chứ. Có tiền là nó mất sướng hơn. Em không nói với quý vị và các bạn rằng là về cái việc là mua chuộc một ai, nhưng mà có tiền để cho là thăm khám ấy, có tiền để cho những cái tù nhân này ăn uống, mua đồ ăn này cũng sướng chứ quý vị, đúng không? Quý vị thấy rằng là đi tù nhưng mà người nhà vẫn gửi tiền vào, mà gửi tiền làm gì? Để mua những cái dụng cụ gì đó, gửi đồ ăn vào, rồi các kiểu đó thì vẫn sướng, đúng không? Rồi tiếp tục nữa thì quý vị và các bạn thử nghĩ xem đi. Còn Trang ở đây thì bị cái mức án tử hình thì em cũng gọi là cũng vẫn còn tầm độ 5% cho cái sự là xuống cái mức trung thân. Bởi vì sao? Thứ nhất là nhân thân của Trang là cũng là gia đình gọi là gia giáo. Thứ hai là bố của Trang cũng làm cái ngành tòa án đó, rất hiểu luật. Thì em nghĩ rằng là Trang sẽ nắm trong tay một cái gì đó, thứ nhất là cái bí ẩn nào đó để có thể khai ra cho Thái tội nặng hơn. Thì có thể vì lý do đó nên Trang có thể sẽ được giảm xuống cái mức trung thân. Chúng ta chưa biết được, bởi vì là cái mức còn tội dành dành như Thái còn chưa xử lý được, bởi vì không có bằng chứng. Em nói mọi người ấy, chúng ta không trách pháp luật được. Pháp luật ở đây là phải đúng người đúng tội và phải có bằng chứng. Em nói mọi người là nếu như ví dụ ấy, mà Thái mà với Trang hành hạ Văn An như vậy ấy, mà nếu như không có khôi phục lại được camera thì cái bằng chứng đâu mà xử lý Thái với Trang, trong khi đó chúng ta thấy được rành rành đấy, rồi đánh gãy 3 xương sườn đấy, rồi là đánh mức độ như vậy đấy, nhưng mà không có bằng chứng không làm gì được. Nó chỉ ở cái mức nhẹ nhàng nhất áp vào cái khung gọi là hành hạ trẻ em rồi thôi, đúng không? Đâu có bị cái mức gì đó mà cao lắm đâu. Nên là em nói mọi người rằng là trong câu chuyện này thì bây giờ cần thiết phải có bằng chứng. Mà luật sư Thơm thì đã kiến nghị rằng là trong cái đơn ở đấy á, là nhắc đến Nguyễn Kim Trung Thái, đây là bỏ lọt tội giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái, rất là rõ ràng. Để em nói mọi người là
Chắc chắn trong cái phiên phúc thẩm tới thì chắc chắn là Thái nó sẽ gọi là có mặt ở đó để nghe, chắc chắn là sẽ cái mức án nó sẽ cao hơn. Em thì cũng vẫn hy vọng là cái mức án nó sẽ phải cao hơn 8 năm, không biết là bao nhiêu năm, chúng ta không biết là chung thân hay không hay là 20 năm, cứ cao hơn 8 năm là được. Bởi vì là khi cái mức ở đây là chuyển sang cái tội cố ý gây thương tích, nó sẽ từ 15 đến 20 năm cơ mà, đúng không? Rồi sang đồng phạm giết người là sang cái mức đấy thì sẽ có cái mức ở đây là cao hơn, có thể là 12 20 năm hay chung thân hay tử hình. Đó thì em cũng rất là mong muốn cái mức án nó sẽ cao hơn. Nhưng mà tất cả chúng ta đều mong muốn rằng là ở đây á là gia đình thì bỏ cuộc rồi, còn luật sư ha, chúng ta sẽ đặt niềm tin vào luật sư. Em vẫn nói với tất cả quý vị và rằng em sẽ cập nhật thông tin liên tục, không có một cái điều nào có thể là làm cho em bỏ cuộc ở đây cả ha, chắc chắn nó vẫn theo đuổi đến cùng. Bởi vì là ngày nào mà luật sư còn đấu tranh thì chúng ta sẽ đấu tranh, không cần gia đình. Gia đình thì đã bỏ cuộc rồi, chúng ta quan tâm làm gì nữa, đúng không? Chúng ta hãy nhìn đi, dấu hiệu bỏ cuộc đây là gì? Tất cả những cái bài viết không like, không chia sẻ, không bình luận, không nghe, không thấy, không nhìn, mặc kệ cho xã hội, rồi là cứ nói chung là cứ thảnh thơi mà sống thôi. Bây giờ là xứng đáng được sống cuộc sống thảnh thơi, rồi lo cho tương lai, lo cho em của Vân An. Mình thấy rằng gia đình của Vân An ấy vẫn có một cái quan điểm là Vân An muốn mẹ được vui, muốn em được vui. Tại sao lại cứ bắt một người đã mất là mong mẹ mình được vui ta? Trong khi đó người mẹ lại không nghĩ rằng là mẹ phải làm cho con vui. Đó, một cái suy nghĩ rất là gọi là bắt con phải nghĩ cho mẹ được vui. Quý vị còn nhớ không? Vân An có nói rằng là Vân An rất muốn ở bên mẹ, Vân An rất muốn được mẹ ôm vào lòng. Vậy mà tại sao cái cho cốt của con mẹ cũng đã đi giải xuống sông xuống biển? Vậy thì con sẽ ôm mẹ ở đâu? Con ở đâu mà về, đúng không? Đó, cứ nói là con rất là thương mẹ, rất là muốn ở bên mẹ, rất là muốn được ôm mẹ vào lòng. Vậy mà mẹ thì lại đem cho cốt của con đi giải xuống sông xuống biển. Để làm gì? Để thủy tán, để xóa hết những cái dấu vết, coi như không liên quan gì về con nữa. Sau này con thì có về chùa đấy chứ về gì nhà, đúng không? Mẹ đâu có còn gì cho con đâu. Nên là em nói mọi người là người ác ở đây á, em thấy mẹ cũng là một người ác không kém thì Trang với Thái đâu. Đó, em vẫn nói như vậy. Em thì vẫn ủng hộ về gia đình, nhưng mà ủng hộ những cái đúng thôi. Còn cái nào sai thì em vẫn nói, em cũng chả có bênh vực một ai cả quý vị ạ. Thực sự mà nói, em nói với tất cả mọi người là Vân An ấy luôn là rất là thương mẹ, luôn nghĩ về mẹ, nhưng mà người mẹ thì lại không thương con. Bây giờ thì lại nghĩ trăm phương ngàn kế để gọi là cho con nó đi xa luôn, không còn cái gì để vương vấn nữa. Đó thì thực sự là em cũng rất là bức xúc. Nên là em cũng rất là mong ai yêu mến có thể là ủng hộ Hoàng Dân TV, thì có thể mọi người sẽ theo dõi ha. Tiếp tục bình luận, comment những cái bình luận ý nghĩa, có nội dung nào đó thì có thể bình luận bên dưới video của em, để em sẽ có thêm động lực, kinh phí hơn để ra thêm clip. Quý vị nhớ ủng hộ giúp em sản phẩm bò khô bò sợi nhá. Cuối năm rồi thì em cũng muốn kinh doanh thêm ấy, để có thêm thu nhập. Chứ cuối năm này á, quý vị các bạn cũng đã biết rồi, cái việc lãnh lương của YouTube á, thì đến cuối năm nay nó không lãnh được. Nên là cuối năm cũng không có tiền để ăn Tết luôn, nó thực sự như vậy luôn. Rất là khó khăn, đến mức độ mà tiền để mua đồ hay là ăn uống cuối năm cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là cuối năm nay á, thì ngày 24, 23, 24 mới lãnh lương. Thì 23, 24 nó vào đúng cái dịp Tết Nguyên Đán, thì là không có ai trả lương cho em hết. Nên là Tết năm nay từ giờ đến Tết là không có tiền luôn. Đó, nên là rất là cũng khó khăn. Nên là rất mong mọi người sẽ ủng hộ giúp em ít sản phẩm bò khô bò sợi để cho em có thêm kinh phí quý vị nhá. Anh cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và xem TV. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người.